Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách xem tướng tay có những cái đặc điểm mà tượng trưng cho cái tình cảm rạn nứt ly hôn. Đây, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nhé. Thì cái đặc điểm đầu tiên này, đó là đường tình cảm có vân hình đảo. Đấy, cái đường tình cảm có cái vân hình đảo. Thì cái vân hình đảo như nào? Đây, mình vẽ cho các bạn xem. Đấy. Đây, đây là cái đường tình cảm này. Đấy, nó xuất hiện cái vân hình đảo kiểu như này. Đấy. Các bạn xem tay các bạn có cái vân này không? Thứ nhất đấy nha. Đấy. Cái đặc điểm thứ hai này là đường hôn nhân phân nhánh. Đấy, cái đường hôn nhân phân nhánh như nào? Đây mình sẽ vẽ cho các bạn xem này. Đấy, cái đường hôn nhân nó phân nhánh đấy. Và cái đặc điểm thứ ba nhé. Đặc điểm thứ ba là đường hôn nhân có vân hình đảo. Đây, đường hôn nhân có vân hình đảo đây. Mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Đấy. Đây, đường hôn nhân của bình đảo này. Và sang cái đặc điểm thứ tư là đường sinh mệnh có đường cản trở xuyên qua. Đấy, đường sinh mệnh này có đường cản trở xuyên qua. Thì đây mình vẽ cho các bạn xem. Đây là đường sinh mệnh nhá. Tự nhiên nó có những cái đường cản trở như này. Đấy, nó gạch ngang như này. Đấy, đây là gọi đường cản trở. Đấy, nó xuyên ngang đường sinh mệnh này. Đấy. Và tiếp theo sang cái đặc điểm thứ 5 này là đường định mệnh đứt quãng. Đấy, đường định mệnh đứt quãng nhá. Thì đây các bạn nhìn đây, đây chính là cái đường định mệnh này. Đấy. Nó chạy này đứt quãng này. Đấy. Và cái đặc điểm thứ 6
là đường sức khỏe xuyên thẳng của đường hôn nhân có vận hình dạo. Đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đặc điểm của cái đường sức khỏe nó xuyên thẳng vào cái đường hôn nhân có cái vân hình đảo nhá. Đây, mình sẽ vẽ cho bạn xem. Đây nó có một cái đường sức khỏe này. Đấy, nó chạy phát nó chạy thẳng nha, nó xuyên vào đây. Đấy. Chạy xuyên vào cái đường hôn nhân có cái vân hình đảo này. Đấy, đây là toàn bộ những cái dấu hiệu để nhận biết được cái tình cảm rạn nứt đấy, mà có thể dẫn đến ly hôn đấy, một cái tương tay rất là xấu. Các bạn có thể tham khảo cái tương tay này. Nếu mà các bạn có cái tương tay như này thì các bạn cần phải đề phòng về mọi chuyện nhá. Đấy, các bạn nhìn các đặc điểm ấy, mình đã vẽ các bạn xem ấy.